cho em lấy cái mềm làm cái đầm nha. Đây, không phải đặt cái này rồi. Các bạn nha. Cầm lấy cái này xem nha. Sao 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 là cái đầm nè. Các bạn coi cái đầm mà nó chế mình đẹp không? Nhìn nó đẹp lắm á. Nhìn nó đẹp mà cái này nó không đẹp. Rồi nè em đi vòng coi. Và đây là cái kiểu đầm đầm thứ hai của kiểu đầm thứ hai của Noel nha. Mình có thể làm bằng cái gì con? Kiên ơi. Có thể làm bằng cái đất gối. Cái gối má cái màu trắng này nó ở giữa nó đẹp hơn á đó. Cao lên xíu đúng rồi, nó phải che ở lên trên này nè, cái này là cái eo này. Và đây là ảnh thứ hai mà mình đã làm. Mà nó rất là đẹp, nhưng mà đẹp ở đằng trước thôi nha, chứ đằng sau nó cũng đẹp nha. À. Hôm nay là sợ một con cá luôn á. À, cái đầm thứ ba là cái đầm bằng con. Cái đầm thứ ba cái này nó đẹp không các bạn. Mà cũng chưa thấy cái đầm của mình luôn á. Mình muốn coi cái đầm của mình nó có đẹp không nữa. Cũng không biết nữa nè. Các bạn hãy comment ở dưới nha. Cái nào nó là đẹp nhất? Số 1 là cái mềm, số 2 là cái gối, và số 3 là con cá. Và các bạn hãy subscribe. Bye.